Đây là phần mềm đo rung và cái cảm biến rung và cảm biến lực. Ở đây tôi tìm cái cổng con file con, tôi tìm xong con 3 này, open port này. Đó, thì chưa có gì này. Thì cái này kết nối với cả cái bộ RF này. Đó. Wi-Fi RF này. Xong kết nối với cả một bộ ở đây. Đó. Bộ ở đây thì đem sẽ truyền thông không dây lên trên máy tính. Thì ở đây sẽ dòng cái dây như này. Mọi người sẽ nhìn được ở đây này. Dây này đã truyền thông không dây thành công, dữ liệu rất là lớn, tốc độ rất là cao. Đó, đi qua chỗ này. Đó, còn ở đây là bộ truyền này, đây là cả bộ truyền nó nằm đây. Đó, xong rồi đây, tôi đang rút ra này, rút ra phát mất. Đây chỉ là cái module này chỉ là cấp nguồn thôi, đây cấp nguồn cho cái bộ này hoạt động. Thì cái bộ này sẽ có đầu vào đầu ra ở đây. Đấy. Đầu vào đầu ra nó sẽ là cái này.